Bạn gái giận rồi, tặng CGV gift card được không ta? Được luôn. Làm quà sinh nhật được rồi đúng không? Được luôn. Mừng tuổi mẹ thì có tặng được không? Được luôn. Bạn tốt nghiệp có tặng được không? Được luôn. Phép thăng chức thì có tặng được không? Được luôn. Người yêu cũ hay lấy vợ thì có tặng được không? Được luôn. Được luôn. Ủa? Chưa hỏi. Được luôn. Được luôn. Chỉ từ 100k.